Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh kệ Phật pháp trồng sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu, con đang nghe thấy chuyên trì tụng nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Chư Pháp Tập Yếu quyển 6 phẩm 13 phước nghiệp chẳng phải phước nghiệp. Những nghiệp đã tạo tác là phước, không phải phước, trói buộc những hữu tình nhất định chịu quả khổ. Kẻ ngu tâm như cá, bơi lội trong sông ái, vui cười tạo nghiệp ác, kêu thương tự chịu khổ, sơ cùng tạo tội lỗi, với nô bộc tùy tùng, sao chịu quả báo khổ, không ai thay thế nhau, do bạn bè quyến thuộc, hợp nhau tạo các tội, đời sau theo bên mình, chỉ nghiệp ác đã tạo. Như hoa ở nơi nào, hương thơm không rời bỏ, nghiệp thiện ác cũng thế, ở nơi nào cũng theo, chúng sinh do tự nghiệp, nhân quả luôn tương xứng, làm lành sinh cõi trời, được hưởng vô thù thắng. Quả báo của nghiệp ác là chịu khổ nặng nề, đọa trong ba đường ác, khổ ấy không gì bằng. Chính vì ba nghiệp ấy tạo tác khắp ba cõi, luân sinh khỏi ba độc sẽ đọa ba đường ác. Những chúng sinh ngu muội vì nhân duyên hòa hợp, trôi lăn trong ba cõi đều theo nghiệp của mình. Mình làm người không chịu, người làm mình chẳng nhận. Phải biết nghiệp mình làm nhất định chịu, phải chịu quả. Nghiệp tuy có nhiều loại, chỉ chính chốn thọ báo, vì chúng nương lẫn nhau thành 40 thứ ác. Từ gây tạo một nghiệp phải chịu một quả báo, đợi trong đường hiểm nạn không hề có bạn bè, hoặc bị người khuyến dụ tạo tác các nghiệp ác, sau khi chịu quả báo người ấy không cứu được. Nghiệp thành chẳng trước sau, hai đời này đời khác, hoặc tạo tác ở đây hoặc chịu quả nơi khác. Chính vì nghiệp thiện ác lưu chuyển trong luân hồi, bị gió nghiệp thổi động mà chịu quả khổ vui. Kẻ ngu tâm tán loạn, luôn tham đắm dục lạc, không chánh tuệ quyết đoán, điều ác càng tăng trưởng. Chúng sinh bị tham đắm dục, bị ngu si che lấp, báo ác hiện trước mặt, đọa vào nơi tối tâm. Vì tâm không vui thích chánh pháp của Đức Phật, ở mãi trong địa ngục chịu quả khổ lâu dài, vô thủy luân hồi khổ, bị lưới nghiệp trói buộc, diệt rồi lại sinh ra đều do tâm tạo tác. Từ cõi trời đọa lạc, ở địa ngục sinh thiên, hoặc sinh trong cõi người, hay chịu quả ngạ quỷ, tất cả nhân khổ vui đều do mình tạo tác, đưa nhau mà sinh khởi, không do trời tự tài. Luân hồi trong sinh tử tạo vô số nghiệp ác, chỉ Phật mới chứng biết, kẻ khác không thể hiểu. Vì pháp được quả lành, nhân này là điên đảo, nên biết quả lãnh thọ luôn tương xứng với nhân. Nếu nhân quả tương xứng là thuận với chánh lý, các pháp hữu vi này đều từ nhân duyên sinh. Chưa thấy người vô tội mà vào chốn địa ngục, nhất định do nghiệp ác và chịu quả báo khổ. Người cố tạo nghiệp ác, bám chặt không hối hận, bị nghiệp lực ràng buộc, sa đọa trong đường ác. Chưa thấy nghiệp bất thiện dẫn sinh quả báo vui, chỉ các Phật nói chân thật, giảng dạy đạo đối trị. Như nhờ đèn có sáng, phải do nghiệp chịu quả, tất cả mọi hành động đều từ nhân duyên sinh. Vì những nhân duyên đó, mọi quả báo chuyển theo. Khéo thông đạt tướng này là hiểu biết chân thật. Chẳng giống trời tự tại, không nhân mà tạo thành, các pháp do duyên sinh, Như Lai dạy như thế. Do vô thủy luân hồi, nghiệp báo luôn tương tự, chẳng điên đảo phân biệt từ nhân duyên mà có. Chúng sinh bị si mê, không nhèm chẳng ái dục, nếu không hiểu nghiệp báo làm sao được tịch tỉnh. Người sống trong Phật pháp không hiểu đạo phi đạo, vì si không chánh tuệ luôn sinh ra nhiệt não. Thấy người vui như ý, vui ấy từ duyên sinh, các pháp đều do tâm, lại cũng do mình làm. Pháp hữu vi vô thường như bọt nước chẳng lâu, hãy thực hành hạnh lành được lợi ích hai đời. Thấy nghiệp báo thế gian chư và chư thiên thoái đọa, ngày nào thích phóng dật nhất định chẳng sướng vui. Gia nghiệp lại rất dài, chắc chắn khó ra khỏi, đối buộc kẻ ngu muội cách xa đạo Bồ Đề. Trí tuệ như gươm bén, có thể cắt được nó, về ngu si nhiệt não để đến bờ giải thoát. Do nghiệp diệu quả ấy tương xứng với thiện ác, người trí không hề quên, nhân quả luôn chắc chắn. Do nhân duyên hòa hợp sinh ra thân hình này, đối buộc loài hữu tình luân hồi không giải thoát. Vì bị chúng trói buộc, bức bách khó chịu được, hệ tu nhân giải thoát chấm dứt mọi khổ đau, nghiệp lực khéo không mất.
là lôi kéo chúng sinh sinh bất cứ nơi nào đều chịu, đều bị nghiệp thọ quả. Nghiệp quả như bánh xe lăn chuyển trong ba cõi, hãy xa lìa tội lỗi, luôn tu hành thù thắng. Bố thí như bình sạch chứa nước giới chánh tuệ, người trí khéo giữ gìn diệt lửa nghiệp ba cõi. Nếu buông thả ba nghiệp, ba độc sẽ chuyển theo dông đuổi trong ba cõi, vì ba thứ ngu si. Tất cả các chúng sinh bị khổ não bức bách đều do nghiệp mình làm, luôn nương tựa để sống. Nếu không có nhân lành, làm sao được vui sướng? Theo nghiệp chịu quả báo, như hạt giống sinh thích trái, là như nắng mùa xuân làm quả cây tươi tốt. Quả từ nhân sinh khởi, không nhân thì không quả. Bị gia nghiệp trói buộc, qua lại trăm ngàn đời như bánh xe thế gian, nhờ máy móc chuyển động. Ba độc rất bền chắc, không chúng sinh khó giải thoát. Lìa tội lỗi tham sân, khéo vượt khỏi ba cõi. Người với lòng vui sướng tu tập hạnh thù thắng, vì nhờ nhân duyên đó được quả báo thù thắng. Nghiệp như người tỏ vẽ, khéo vẽ mọi hình tượng, hoặc người hoặc là trời, vẽ mãi vô cùng tận. Vô số bức họa ấy đều do nghiệp biến hóa, biểu hiện nhiều màu sắc nên thấy được rõ ràng. Tường vỡ họa cũng không, rốt cuộc đều hư hoại. Thân này tuy chấm dứt, nghiệp ấy vẫn trường tồn. Si mê che chúng sinh bị nghiệp lực trói buộc, vô thị trong sinh tử như vành tròn luôn xoay. Như gió nắng tro bụi làm hư hoại bức họa, nghiệp duyên phải lãnh chịu chứ bao giờ dừng bỏ. Hãy quán xét quá khứ, nghiệp bất thiện đã làm ở bất cứ nơi nào, theo nghiệp mà chịu quả. Các nghiệp ác vi tế, bậc thượng trung và hạ đều giải thoát được hết, là người trí tối thượng. Lại nữa, các hữu tình tạo nghiệp thiện bất thiện nhất định sẽ có được vui sướng và khổ não. Ai trả lời Phật dạy chính là kẻ ngu si mà mãi không thoát khỏi vô lượng khổ não kia. Trời người Atula, địa ngục quỷ súc sinh đều là do nghiệp lực hay hành động trí tuệ, vì tội ác phân biệt tạo vô lượng nghiệp ác, qua lại trong các cõi chịu quả ác đã biết. Nếu người làm việc thiện sau được sinh cõi trời, nghiệp ác chìm ba đường như diễn viên thay áo. Gia nghiệp rất chắc dài, trói khắp cả ba cõi. Chúng sinh do tự nghiệp như tâm nương vào xe, như nương vành xe. Hoặc sinh trong cõi trời, hoặc chìm nơi hiểm nạn, xoay vần mãi không ngừng theo nghiệp mà thọ quả. Hữu tình sinh lên trời đều do làm nghiệp thiện, như hoa sen tốt đẹp thanh tịnh vượt khỏi ao. Người nào làm việc lành chắc chắn không bị mất, thường sống nơi an ổn được quả báo như ý. Kẻ ngu không tạo nhân mong được quả an vui, vì như trong bát bãi cát không thể tìm được bơ. Nếu tu tập nhân lành sẽ được hưởng an lạc, không nhân mà được quả như tìm trái ngoài cây. Chúng sinh vì nghiệp lực chịu quả không nhất định, như ném cát hư không theo gió bay rơi rớt. Nhân duyên làm họp tan, khổ vui cũng như thế, đều do nghiệp ràng buộc, không nên tạo tội lỗi. Cái biên chủng tự nghiệp biến hóa trong sáu đường đều từ tâm sinh khởi, là lời Phật chân thật. Tâm này khó điều phục, thích tạo tác các nghiệp như theo vẽ chúng sinh, vị Phật mới biết được. Như một hạt giống lúa sinh ra trăm ngàn hạt, lưỡi nghiệp cũng như vậy, không tài nào lường hết. Như dây buộc chim bay, đi cao nhưng vẫn đến, nghiệp lực buộc chúng sinh, qua lại cũng như thế. Kẻ ngu không chánh kiến, chẳng hiểu tướng tội phước, tuần hoàn trong ba cõi, riêng mình chịu khổ đau. Ai rõ nghiệp thiện ác là ngộ pháp sinh diệt, đó là người chân thật đạt đến bờ giải thoát. Ai xa thiện tri thức là cần củi bàn ác, bỏ pháp tham của cải, không tin quả khổ sâu. Vì không hiểu nghiệp báo nên không biết tội phước, hữu tình nghi si ấy chịu mãi sự khổ não. Thế trí sinh ngã mạn, thường nói những lời suông, không hiểu nhân duyên nghiệp, thường chịu khổ luân hồi. Như người bị tù lâu, bỗng nhiên được phóng thích, bạn bè và quyến thuộc vui vẻ cùng chúc mừng. Như ở trong địa ngục, nghiệp hết được giải thoát, nhờ sức nghiệp thiện trước được sinh lên cõi trời, hưởng dục lạc chư thiên, độ vô lượng trang sức, ở đó lại tu nhân chuyển sinh nơi thù thắng. Nếu không tu nghiệp thiện, phước hết sẽ đọa lạc, tướng suy hiện trước mắt như dầu hết đèn tắt, chết đây sinh nơi kia, xoay tròn trong ba cõi, theo gió nghiệp chuyển động, làm sao được giải thoát. Người trí được tự tại, không
không bị vướng luân hồi, không để dây nghiệp ấy trói buộc được thân mình. Giả sử chất tơ sen bằng ngọn núi tu chi, dây nghiệp cũng như vậy, không thể trói người trí. Người trí trong luân hồi như tu di chẳng động, xe lìa mọi ưu não, thoát khỏi những sợ lo. Như chư Phật đã biết, nhân quả luôn tương xứng. Nếu tạo nghiệp quá nhiều, nhân quả cũng như thế, luôn tạo tác các nghiệp và chịu nhiều loại quả. Vì tạo tác như thế nên sẽ bị trói buộc. Người nào tạo nghiệp lành nhất định được quả vui, thân khỏe đẹp sống lâu, được mọi người tôn kính. Phước nghiệp sẽ có ngay, như đốt đèn được sáng. Nghiệp báo không sai khác, đều do tâm tạo ra. Tất cả những chúng sinh phước hết mạng tiêu tán, thân bị lửa thiêu đốt, chẳng có chút yên vui. Là nữa các chúng sinh do bản tâm sai biệt, tạo tác mọi nghiệp nhân, trói buộc trong ba cõi. Người câm ngọng cả đời, do làm việc bất thiện, mong cầu quả an vui như khuấy nước tìm lửa. Nếu không làm việc thiện, quả vui sẽ không sinh. Kẻ ham thích buông lung, ắt không có công đức. Bị gia nghiệp lôi kéo, ngu độn nào biết gì, gia này không chặt được, còn hết mới giải thoát. Chúng sinh vì nghiệp lực, quả lại trong luân hồi, diệt dây sinh ở kia đều là do nhân trước. Kẻ ngu tham năm dục, chưa bao giờ tỏ ngộ, do tham ái giúp nhau, bao giờ mà hết khổ. Kẻ ngu không nhàm chán, ham thích những dục lạc, chính vì không biết chán, từ chuốc lấy diệt suy. Phước báo trong đời này, nghiệp hết vui không còn, do nhiều sự buông lung, lâm chung mới biết được. Vô lượng, sinh vô lượng phân biệt, tất cả nghiệp đã làm, đều tùy theo nghiệp nhân mà tự chịu quả báo. Chúng sinh đi theo nghiệp và đến cũng do nghiệp, hoặc được hưởng an lạc, hoặc chịu lấy khổ đau. Người được sinh cõi trời, hưởng chịu lạc năm dục, phước hết bị thoái đọa, không có ai cứu được. Lại nữa nhân luân hồi, đều tự hư vọng sinh, Phật dùng trí chân thật, dạy chánh đạo, giải thoát. Ai tu tập nghiệp thiện, tương ứng giới định tuệ, không phải nhân luân hồi, an trụ vui thanh tịnh, phước báo vô cùng tận. Không nên sống buông lung, hãy nhất tâm rốt ráo, xuyên tu hạnh thù thắng. Người đầy đủ phước báo, hãy xa việc bất thiện, làm lành nên đường lên đường thánh, tạo ác chịu tai ương. Người nào làm việc lành, dũng mãnh chẳng thoái lui, thường được vui tịch tịnh, đạt đến đạo Bồ Đề. Người nào thích phóng dật, thích làm việc bất thiện, phước đức sẽ giảm dần và đọa trong đường ác. Nghiệp lực như xích đu đều do tâm biến hóa, chúng sinh bị si gạt thường lưu chuyển theo đó. Sinh tử như bánh xe, và hai xứ như câm, xoay vần ở thế gian đều do tâm sai khiến. Vì tâm tạo nghiệp lành dẫn sinh đến cõi trời, bị cảnh giới mê hoặc, không xét khổ sau này. Hãy suy xét hành động, giữa vui và chẳng vui, nghiệp khổ vui tuy khác đều từ nhân duyên sinh. Thế gian không vui sướng là do nghiệp trói buộc, vui hết khổ hiện tiền đều do tâm tạo tác. Chúng sinh vì gió nghiệp tòa bay đến các cõi, lại sinh tâm ham thích là do nghiệp buộc ràng. Chỉ nghiệp thiện bất thiện theo mãi đến đời sau, giống như hái cánh hoa, hương thơm sẽ theo đó. Tự nghiệp khiến chúng sinh trôi lăn trong sinh diệt, ví như cái xích đu lên xuống mãi không ngừng, qua lại trong sáu đường trời người A-tu-la, bị ngu si che lấp, không hiểu biết chân thật. Như bánh xe ở đời xoay tròn theo tay quay, bị nghiệp lực xô đẩy, nhanh chóng không gì bằng. Do nghiệp lực ràng buộc, về hai chi hòa hợp, đó là vòng duyên sinh. Thế gian không biết được, chư thiên bị suy phổ, luôn tham đắm cảnh dục, chỉ khoản nghiệp trường tồn. Niềm vui không tích tụ, vì không biết nghiệp thiện, như thuốc hay đèn sáng, trường tối được thanh an. Cứu lành được tất cả, chịu cực khổ khó khăn, và mọi sự kinh sợ nghiệp này có sức mạnh, không phát sinh mỏi mệt, hết mạng sống cõi trời, sinh xuống chốn nhân gian. Khi chấm dứt tuổi thọ, chết đọa vào địa ngục, khỏi ngục làm bàn sinh, sau đọa làm ngạ quỷ, đều là do gió nghiệp bay mãi không dừng yên. Chúng sinh ngu si ấy chưa bao giờ tỏ ngộ, chúng sinh lái xe nghiệp đi khắp trong ba cõi. Xe khác không như thế, nhanh chóng không gì bằng, nếu làm việc thanh tịnh sẽ được hưởng phước báo. Và ở trong đời này mới biết được tự nghiệp, nghiệp như vật theo vẽ, đều do tâm sinh khởi. Vì khắp cả mọi nơi mà mãi không hoài diệt, phước báo rất rộng lớn, đều tự nghiệp sinh ra. Khi phước nghiệp chấm dứt,
niềm vui cũng tán hoại. Nếu không bỏ nghiệp lành, niềm vui càng tăng trưởng. Vì vậy với nhân lành, hãy thường xuyên tu tập ở trong trăm ngàn đời, thọ đủ loại thân hình, bị nghiệp lực trói buộc, không hề có an vui. Nếu tạo tất cả nhân, sẽ chịu hết thảy quả. Hãy ở trong đời này, xuyên tu các hạnh lành, bớt tranh nghiệp thật khéo, đều cho tâm vẽ ra. Nghiệp hết quả không còn, thay đổi từng sát na. Chỉ tự nghiệp là bạn, người khác làm sao được. Hiểu điều phục thân mình, như lý mà an trụ. Trang sức bằng tự nghiệp, không do ai làm ra. Ở trong trăm ngàn đời, chưa bao giờ rời xa. Ai thấu tỏ sinh diệt và nhân quả chân thật, sẽ lìa các tội cấu, đạt đến nơi bất diệt. Tất cả nghiệp đã tạo, đến đâu cũng đuổi theo, như cam lương bánh xe, xoay chuyển ở thế gian. Hãy dùng trí chọn lọc, như lý mà tu tập, là bậc điều ngự sư, thoát hẳn mọi phiền não. Phẩm 14 chỉ dạy chúng sinh cấu nhiễm tham sân si và khổ già bệnh chết, xấu thứ như giặc oán, tổn hại loài hàm thức. Năm cảnh lại như giặc cướp của cải công đức, trước như người bạn tốt, sau thành tên giặc hại. Do tâm sinh phóng dật, theo đuổi cảnh dục lạc, làm cho các chúng sinh đọa địa ngục ngạ quỷ. Tham là lửa hừng hực, sân tựa như giặc oán, hắc ám chính si mê, cả ba đều đáng sợ. 36 loại nghiệp và 40 hạnh nghiệp, 98 phiền não lưu chuyển khắp ba cõi, bỏ 12 nhân duyên, 108 phiền não, khéo hiểu pháp phi pháp luôn được vô lượng lạc, 16 pháp hiện quán và 16 pháp không, hiểu hai tướng ngã pháp chính là bậc trí tuệ, thông đạt đạo phi đạo và bốn thứ cứu cánh, ra khỏi bốn dòng tác, diệt trừ mọi tội cấu. Tu tập 8 thánh đạo, gọi hai thứ sinh tử, hiện đủ 10 lực, chứng được quả bồ đề, hiểu hai đế chân tục và bốn và pháp bốn niệm xứ, được ba tế vô tri, không bị ma lôi cuốn. Cảnh giới năm dục này, trước ngọt sau lại đắng, khiến đọa trong hiểm nạn. Vì vậy hãy xa lìa. Dùng chánh trí tư duy, đoạn trừ các phiền não, chính là người đủ trí, đời đời được an ổn. Trí đoạn trừ lậu hoặc như lửa đốt củi khô, chánh trí càng sáng được, tam bảo được hiển hiện. Ai thích cảnh giới trí, thường tu pháp tịch tỉnh, phiền não như rắn độc, tổn ngại các pháp lành. Ai đủ trí chân thật, làm lợi mình và người, lìa tội khổ già chết, trụ tịch tỉnh tối thượng. Ai thích sống luân hồi, luôn bị chúng ràng buộc, bán giặc phiền não ấy lấn bất cả ba cõi. Người nào biết pháp Phật diễn thuyết cho chúng sinh, luôn tu hạnh thuần tịnh, được sinh lên phạm thiên. Ai chán xa ba độc, hương cúng dường chư Phật, phá trừ luân hồi ấy như đốt cháy cây khô. Người nào biết nhân khổ, không tạo các tội lỗi, vô lượng thứ phiền não không thể nào trói được. Trí là ánh sáng trực, si là bóng tối tâm. Ai khéo léo phân biệt được gọi là bậc trí, lìa tội lỗi ngu si, không còn các hiểm nạn, bị si mê che lấp làm sao được giải thoát. Thà chạm vào lửa dữ, ở chung với rắn độc, ai cầu vui tịch diệt, không sống với ngu si. Kẻ ngu không chánh trí, như người mù trong tối, chẳng lo sợ luân hồi, thường tạo hành phi pháp. Chúng sinh bị suy dối, luôn sinh khởi ái nhiễm, chịu nghèo khổ ở đời, bị già suy bức bách, vì nghiệp quả ba đời, từ địa ngục lên trời, từ trời đọa súc sinh, hoặc chịu thân ngạ quỷ. Chúng sinh vì tham dục, theo nghiệp đọa các cõi, lại bị lưới suy buộc, luân hồi trong biển hữu. Vô thủy tạm các tội, chịu nhiều loại sinh tử, chính vì tập quán đó mà chẳng thấy nhọc mệt. Chư thiên bị lạc hại, người khổ, người đời khổ nghèo thiếu, địa ngục luôn đốt cháy, bàn sinh ăn nuốt nhau. Ngạ quỷ bị đói khát đều là do ngu si, và mãi trong luân hồi làm sao được vui sướng. Ngu si tham dục lạc, vì dục lạc chịu khổ, không gần thiện tri thức, không chánh pháp cứu giúp. Người nào đủ chân thật, luôn thích nghe chánh pháp, tu tập các thiền định, người ấy không lo khổ. Chư Phật giảng chánh pháp, như đèn luôn sáng soi, thương nhớ các chúng sinh, còn hơn cha mẹ chúng. Chúng sinh vì ba nhân, tạo ba thứ tội lỗi, xoay tròn trong ba cõi, ba thọ luôn đuổi theo, do ba nghiệp sinh khởi, đọa ba ác hiểm nạn. Chúng sinh vì tham dục, dông ruổi trong ba cõi, ai tôn kính tam bảo, được đẳng, chánh đẳng, chánh giác. Xa lìa ba tà kiến,
không sinh ra các khổ. Người ấy suốt đêm dài ba thời luôn quán xét, gọi già bệnh chết đó là ba kho tội lỗi, ba nghiệp lìa tà vậy, sống trong ba bình đẳng, không chìm đắm luân hồi, vĩnh viễn lìa buồn lo. Đối với đạo phi đạo và các tướng có không, từ tâm khéo quán xét sẽ chứng đạo vô thượng. Người này tâm thanh tịnh, không tiếp xúc dục nhiễm, vĩnh viễn trừ nhơ đục, được giải thoát an lạc, bỏ tham cầu ba cõi, thường sống trong chánh niệm. Người này trong chánh đạo nhất định không thoái chuyển, chúng sinh bị si che không thông đạt chánh trí, sinh vô lượng tham ái, thường bị khổ trói buộc, bí nhát không hữu thiện, gần gũi tri thức ác là hạt giống địa ngục. Người trí khéo phòng hộ vì không biết hộ thẹn, thường tạo ra các tội, sâu đọa trong đường hiểm, hối hận nào ít gì, sinh kiêu mạn sân hận, ganh ghét hờn che đậy, kẻ ngu không tính căn, làm sao sinh cõi lành, ham thích rượu của cải, sinh tà kiến vọng ngôn, thường tạo nhân ác độc, nên ác chịu quả địa ngục. Tà kiến ngăn pháp lành, đừng để sinh chút nào, kẻ ngu si như thế, tự vào đường hiểm ác. Người sinh khởi tà kiến, chẳng phải nhân còi nhân, cái ấy tự khi dối, chìm đắm không lúc ra. Người nào bám tà kiến, uổng công tu khổ hạnh, lừa dối với mọi người, tội ngu sinh ngã mạng. Vì ngu si tâm tối, chìm biển lớn sinh tử, người này không nhân chánh, lấy khổ muốn bỏ khổ, theo tà thuyết ngoại đạo, đốt thân mong giải thoát. Người trí tự đốt tâm, là đốt các lậu hoặc, ai tu tập chánh trí, phá trừ các phiền não là bậc chân trượng phu, vượt khỏi tất cả khổ. Tham đắm danh tiếng tốt, dối ca ngợi lẫn nhau, quả bồ đề thanh tịnh, tà kiến không thể đạt. Không siêng tu pháp lành, tâm luôn luôn dao động vì tham đắm lợi dưỡng, xa bỏ các giới tịnh, ham thích những vị rượu, ưa chạy theo ngoại sắc, giết hại những chúng sinh, do đó đọa địa ngục, gần gũi tri thức ác, sinh hai lỗi tà kiến, không có được oai nghi, ba nghiệp thường phạm lỗi. Vì vô minh ngã mạn, nói năng không chân thật, đời này và đời sau làm sao được an lạc, bị các khổ nhận chìm, diệt ở đây sinh kia, như lời chư Phật dạy đều do vô minh hành. Người nào sinh ngã mạn, tà mạn tăng thượng mạn là nguồn gốc khổ đau, hãy xa lìa tất cả, tất tạo các nghiệp ác, trước sau giữa không thiện, theo dòng nước vô minh, và biển lớn sinh tử, người nào đủ thắng trí, khéo dứt trừ phiền não, gỡ tất cả dây trói, đạt đến nơi bất diệt, nhờ tu tập thắng trí, đoạn trừ các lậu hoặc. Sợi dây phiền não này, nhờ trí mới gỡ được, phiền não như là củi, lửa trí thiêu đốt sạch, ai tham cảnh giới dục, làm sao khỏi trói buộc. Năm dục chướng ngại lớn, che lấp mắt trí tuệ, thường làm cho chúng sinh hại người giảng chánh pháp, ai nhất tâm lắng nghe. Những gì pháp sư giảng là dũng tướng chánh pháp, đánh bại các quân ma. Đối với bốn điên đảo và tám pháp thế gian, không phát sinh chánh tuệ, ác bị chúng lừa dối, năm nhục như dòng thác trôi nổi khó thoát ra, hãy dùng thuyền trí tuệ để vượt qua tất cả. Vì tâm ngu si đó luôn tham đắm dục lạc, luân hồi trong năm cõi, làm sao được giải thoát. Không hiểu đúng như lý, chẳng khác lửa cháy thần, nếu thực hành như lý, như nước mát trường nóng. Chữa nhóm những vô minh từ lâu xa sinh khởi, dùng đèn sáng trí tuệ diệt trừ không để hiện. Người nào đủ chánh trí sẽ hướng đến niết bàn, vô trí lắm tham si, sinh ra tâm biến nhát. Ai đủ ánh sáng trí trừ hắc ám ba độc, vì vậy hãy nhất tâm giữ giới tu trí tịnh, thường dùng lửa đại trí thiêu đốt khỏi lậu hoặc. Ai không có căn lành bị ba độc tổn hại, chúng sinh bệnh lâu ngày, nằm mãi đến khi chết, si mê không chỗ nương, bà con thương ích gì. Do nhiều sự buông lung, thích làm việc ngu si, tạo vô lượng nhân ác, các khổ khó chịu được, tai họa của ba độc tổn não các chúng sinh. Ai tương ưng chánh trí sẽ từ bỏ tất cả, nên biết lửa trí tuệ đốt được núi phiền não, hoặc nghiệp đã không còn, được đạt vui tịch tỉnh. Phẩm 15, thuyết minh về tội phần 1. Do tác ý bất thiện thường tạo các tội ác, ngu si không thấu rõ, sau hối hận ít gì, chúng sinh tạo các tội đều phải chịu quả báo, vì thế hãy xa lìa, thường mong được quả vui. Trước tuy tạo tội nhỏ, sau phải đọa đường hiểm, vì si che lấp tâm, thoát khỏi lại tạo tội. Tội nhỏ không đề phòng,
đều là nhân địa ngục, vinh như đốm lửa nhỏ thiêu đốt cả rừng, cả núi rừng. Vì tội sinh quả ác, chịu khổ não nặng nề, là giặc oán của ta, làm sao được tịch tỉnh? Người nào tạo các tội sẽ không chút sướng vui. Ai thích được quả vui nên tu các hạnh lành. Làm lành được khen ngợi, làm ác bị khinh chê. Tu phước thật là khó, tạo tội rất dễ dàng. Thấy ai làm phi pháp, tâm hèn hạ tùy hỷ. Chính vì không trí tuệ nên chịu khổ đau hơn. Người nào tạo tội ác, chứa nhóm mọi quả báo. Khổ này khó kham nhận, đừng nên tạo điều ác. Do vì tạo nghiệp ác, chắc chắn chịu báo ác. Vì vậy nên xa lìa, không tạo chẳng tội lỗi. Ai không sợ tội lỗi là gần gũi bạn ác. Vì chính mình tạo tác, người khác không chịu quả. Làm lành được quả lành, tạo ác chịu báo ác. Người nào tạo tội lỗi sẽ không có pháp lành. Kẻ chìm đắm tà kiến, phát triển các tội ác, dù dao cậy hầm lửa, không thể sánh bằng được. Người xa lánh nghiệp ác, thường tu tập hạnh lành, thân ngữ ý thanh tịnh, cách bồ đề chẳng xa. Ai thích tạo tội ác, chịu khổ não nặng nề, không phải tạo nghiệp ác mà được quả an vui. Người thích tu hạnh lành, được an lạc tối thượng, pháp lành công nhân khổ. Chẳng lãnh thọ đạo điên, từ vô thị đến đây, làm lành được quả vui, nếu tạo ra nhân ác, nhất định chịu quả khổ. Làm lành gần bạn tốt, tạo ác, thân, kẻ xấu, ganh ghét bậc hiền thiện, ác phải đọa đường ác. Nếu tâm thích tu thiện, sẽ xa các tội ác. Đối với quả bồ đề như nắm trong bàn tay, những hành động của họ trước sau giữa đều thiện, sinh ra mọi quả vui, xả bỏ không được thế. Vì thế hãy xa tội, luôn luôn tạo điều lành. Ai xa lánh nghiệp ác sẽ thường được quả vui. Trong vô thể sinh tử luôn chịu các tội ác, kẻ ngu si, kẻ ngu bị sai sử mà chẳng thấy nhọc mệt. Tham dục tạo nghiệp ác, chẳng biết quả khổ sâu. Vừa được chút vui thích, chịu khổ não lâu dài. Người thích tạo tội ác, bị người đời khinh bỉ. Vì vậy, lìa nghiệp ác, đừng lo đỉnh việc lành. Không ít chẳng rút ráo, chịu khổ não khó lường. Vì thế người có trí, thường xa lánh tội lỗi. Người nào đủ tâm từ, sẽ không tạo tội ác. Làm ác tự chịu họa, chẳng làm sẽ không chịu. Thường tạo nhiều tội ác, nương pháp ác thầy tà. Ai lìa hai thứ đó, khéo trụ đạo chân thật. Kẻ ngu không hiểu biết, thích làm các việc xả bỏ tội ác ấy, được sống nơi tốt đẹp. Ai thích tạo nhiều tội, ác bị nghiệp kéo lôi, không sợ luân hồi sau, thân người khó có được. Ai lo sợ tội lỗi, thích làm nhiều việc thiện, sẽ hướng đến bồ đề, được diệu lạc tối thượng. Ai lìa những tội lỗi, tu tập các nghiệp lành, người này ở thế gian được quả báo thù thắng, hiểu điều phục các căn, được người đời tôn trọng. Sau khi bỏ thân này, được sinh lên cõi trời. Người nào ít phước đức, trước sau giữa không thiện, tội ác thường tăng trưởng, ác đọa vào địa ngục. Nếu tạo nhiều tội ác, phải chịu những quả khổ. Làm lành như đã thấy, nhất định được quả vui. Vì không hạt giống lành, sâu sinh trong hiểm nạn. Như nghiệp xưa đã tạo, nhân quả rất tương xứng. Chúng sinh đọa đường ác, đều là do tội lỗi. Như cá đã cắn câu, không làm sao thoát khỏi. Tội là nguồn gốc khổ, hãy đoạn trừ tận gốc. Chúng sinh thường tập nhiễm, mùi hôi theo bất tịnh, ưa thích luôn tu tập, phá trừ các nghiệp ác. Ví như đè cây vừng, hoa tàn hương không mất, luôn tham đắm năm dục, tán loạn không chịu yên, biến nhét nói hư dối. Người ấy thật xấu ác. Người tạo các tội ác như đêm dài tối tăm. Ai ăn trụ pháp lành như mặt trời xuất hiện. Người nào không ganh ghét, đó là hạnh thanh tịnh. Ngu si tạo nhiều tội, ác luôn sinh tức giận. Như thuyền chở vật nhỏ, sẽ vận chuyển đến nơi. Chúng sinh nào nhẹ tội, phải chìm trong đường ác. Xa lánh ác tri thức, thường được mọi an vui. Ai tùy thuận người ấy, sẽ chịu các hiểm nạn. Khi hiểu rõ nghiệp báo, lìa huệ phạm nhỏ nhặt, người ấy không vướng tội, như hư không chẳng nhơ. Chưa nghe hãy lắng nghe, nghe rồi phải ghi nhớ. Cõi ác còn sanh thiên, huống gì bậc đủ trí. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Chư Pháp Tập Yếu quyển 6.